Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision. Restless dreams, I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa Antech nổi tiếng đến từ Mỹ với model Antech làn trình 1234C có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Với những đoạn nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, và quý vị đã thấy ngay được câu trả lời trước máy quay và sự thể hiện khác biệt của dòng loa sở hữu chất âm của giới trải nghề và khó tính nhất trên cặp loa Antech làn trình model 1234C có cấu hình to lớn khủng long, trang bị quả kèn gang 4 nỗ rất lớn và bát súp 40. Trên cái thùng của nó có trọng lượng nặng vào khoảng tầm 1 tạ 3 trước máy quay. Đây là những model tôi lưu ý rằng sở hữu chất âm của giới trải nghề và khó tính nhất. Như trong đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, chúng ta thấy được rằng điều đầu tiên với nét đặc trưng của dòng loa Antech mà như anh em mệnh danh một câu cửa miệng rằng chất âm khò khè và gai góc. Có lẽ quý vị đã thấy ngay được rằng từng hơi thở của ca sĩ cũng được thể hiện một cách cực kỳ là chân thực, và đồng thời giải trầm trên cặp loa này thể hiện với những model siêu khủng long này cực kỳ là ấn tượng. Và trong đoạn clip này thì tôi sẽ review cho quý vị cùng khám phá phần nội thất cũng như cấu hình của cặp loa, cũng như chất âm, chơi đa dạng các phong cách nhạc trên cặp Antech làn trình 1234C nặng 1 tạ 3. Với chiều cao, tôi nướt qua một chút phần thông số cho quý vị thấy. Sở hữu chiều cao ở ngưỡng 1m15, ngang 71,5cm và sâu tới 61,5cm, nặng khoảng 130kg trên cặp loa siêu khủng long mà tôi đang giới thiệu trong máy quay. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta cùng ngắm nhìn siêu phẩm loa quý hiếm đến từ Mỹ, nó sẽ sở hữu cấu hình như thế nào và đẹp như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn kế tiếp.
đoạn nhạc quen thuộc, có lẽ rằng chúng ta đã thấy được sự thể hiện của cặp loa khủng long Antech Nan Sinh đến từ Mỹ. Tôi thấy rằng để thưởng thức chiếc máy quay thì thực sự rằng ngấm đòn với giải trầm rất là uy lực xuống rất sâu và rất mạnh của cặp Antech Nan Sinh. Model 1234C đến từ California, Mỹ. Và hệ thống trung âm chúng ta thấy được rằng nó giống như là các cái song nồi và đang khua ngay trước máy quay cho anh em cùng thưởng thức. Trong đoạn nhạc đầu tiên thì quý vị có thể thấy được rằng sự thể hiện kho khe và gai góc chân thực tới từng hơi thở của ca sĩ. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng chất âm của giới sành nghe và khó tính hoàn toàn là không sai. Có lẽ rằng chúng ta không bàn cãi nhiều, nó đã quá nổi tiếng khắp khu vực các quốc gia châu Âu cho tới châu Á sau khi được phát hành những model siêu khủng long này. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát chi tiết chiếc máy quay với cấu hình của cặp Antech Nan Sinh 1234C đến từ Cali hoặc nhà Mỹ. Sở hữu với chiều cao lên tới 1m15 cho cặp loa khủng long, ngang 71,5cm và nó đẹp tới từng cm. Quý vị cùng quan sát. Nó bị mát cái phích điện. Đo rằng là con được, ok. Rất đẹp, có thể nói rằng quý vị thấy rằng nó đẹp tới từng cm trên cặp loa này. Mặc dù nó là cao to lớn khủng long. Chúng ta thấy được rằng trên cặp loa Antech Nan Sinh model 1234C đến từ California, Mỹ, cao 1m15, ngang 71,5 và hậu sâu tới 61,5. Trọng lượng của nó rơi vào khoảng tầm 1 tạ 3 chiếc máy quay. Nặng kinh công và nó đẹp tới từng cm. Quý vị ngắm nhìn đi ạ. Phía mặt trước của nó là phần bên dưới là cái e-căng và logo của Antech Nan Sinh. Đó, e-căng của nó bằng bố vải thô rất là đẹp. E-căng này của nó có độ bền tới hàng trăm năm, chúng ta không lo vấn đề mục được vải đâu ạ. Căng của nó có pha một chút, tôi thấy rằng nó hơi óng ánh. Đó, qua máy quay thì buổi tối hơi khó phát hiện một chút. Và chúng ta thấy được rằng phần thùng gỗ, ở đây là những dòng loa được trang bị thùng gỗ đẹp nhất và sang trọng bậc nhất trên giới audio. Tôi sơ thì về gỗ thì tôi cũng không sành lắm, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng với cái phần vỏ gỗ màu lâu vàng sang trọng bậc nhất trên giới này, nó giống như là những dòng gỗ tử đàn của người Mỹ. Đó, gỗ bạch dương thì tôi đã thấy rồi, ở phía bên trong của thùng loa và phía bên ngoại thất của thùng loa chúng ta thấy được rằng màu gỗ của nó rất là đẹp. Đó, ở từng gờ chỉ này chúng ta sẽ thấy được rằng nó được đi lượn này, bo phía bên trên này rất là đẹp. Đó, đẹp tới từng cm. Với cấu hình của cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế một quả kèn siêu khủng long. Đây có lẽ rằng cũng là quả kèn lớn hết tầm của các cặp loa, ví dụ như là model 1234C này hoặc là Antech A5 hay A7 với họng 511. Đó, quý vị quan sát đi. Chiều ngang của nó lên tới 60cm, nó cao tới 27 phân và nó sâu tới khoảng tầm gần 60cm. Củ từ lớn tới 16 phân, nổi tiếng của dòng Antech với model 902-8. Quý vị thấy phê chưa? Đây là quả kèn gang ạ, không phải học bằng nhựa đâu ạ. Kèn gang 4 lỗ siêu khủng này. Đó, quý vị thấy quả kèn này thì nó hot cho quý vị thì khò khè gai góc thì không bàn luận luôn rồi. Từng hơi thở cũng được nhân hóa này một cách rất là chính xác. Và phía bên dưới thì chúng ta cùng quan sát trên cặp loa này thì nó được thiết kế. Ở đây của nó trang bị bộ e căng cũng rất là đẳng cấp. Đó, chúng ta quan sát này. Căng của nó là có chân dính này. Không phải chân dính như là vải đâu ạ. Nó là cái chân cắm khớp vào nhau. Rất là tuyệt vời. Đó, khi chúng ta nắp cái căng này vào thì chúng ta nhấn mạnh và nó sẽ dính rất là chặt. Ở đây thì trên model này chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế một quả bát siêu trầm, sở hữu đường kính miệng 40cm, từ lớn tới 20 phân bằng nửa mặt loa. Đó, quý vị thấy rằng gân của nó mềm, gọi là gân vải lụa, tẩm dầu. Nòng loa của nó vào rất là sâu. Đó, nòng loa sâu thì tăng tiết diện của mặt bát trống. Và đồng thời cái thùng cao cả chân này lên tới 1m15, ngang 715 và sâu 615. 4 lỗ hơi về phía mặt trước. Quý vị thấy rằng nó rất là mạnh. Bát xuống sâu và mềm, từ lớn tới bằng nửa mặt loa, to như phun của tàu khựa luôn rồi. Quý vị thấy phê không ạ? Nhìn cấu hình này thì không thể không mạnh và không thể không phê trên cặp loa này. Với cấu hình của quả bát súp được trang bị model của củ bát đời 921-8A, từ lớn 20 phân, nổi tiếng của hãng Antech Nan Sinh. Như vậy sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa này của nó sở hữu độ nhạy cao tới 126dB. Trên trở kháng 8 ohm của model 1234C. Chúng ta cùng quan sát phía xung quanh. Đó, nó đã mới thì chúng ta cùng ngắm nhìn này.
Đó, quý vị ngắm nhìn lưng của nó cũng đẹp, hông cũng đẹp này, đẹp tới từng cm luôn. Đó, nhìn cái đường vân gỗ nổi này chúng ta thấy từng phề nòi hai con mắt luôn rồi, rất nặng ạ. Ở dưới chân tôi đang thiết kế bánh xe. Ở đây thì ở phía sau lưng này, Antec Nan Sinh này, có xuất xứ đến từ California, Made in USA này, model 1234C. Đó, hai rắc nó đời này nó của nó là trang bị hai rắc 6.5 ly cho một cổng in và một cổng out phía sau lưng, rất là đơn giản. Đó, ăn liền với bảng phân tần một hợp kim rất là to phía sau lưng của cặp Antec Nan Sinh 1234C đến từ California, Mỹ. Đẹp xuất sắc. Quý vị thấy phê chưa? Đó, cái thùng của nó phía bên trên của nó được thiết kế gờ chỉ này, ngay trên nóc này, rất là đẹp. Thậm chí phía dưới chân của nó cũng có gờ chỉ. To khủng long và rất đẹp. Có lẽ rằng rất ít khi mà chúng ta mới được ngắm nhìn những cặp loa tuyển chọn đẹp như thế này. Quý vị cùng quan sát cùng tôi đi ạ. Lướt lại một lần nữa để ngắm nhìn mức độ thể hiện sang trọng của phần thùng gỗ quý hiếm của cặp Antec Nan Sinh đến từ Mỹ. Đó, từ cái e-căng, đẳng cấp của nó thể hiện là dư thừa. Quý vị thấy đẹp không ạ? Không cần phải là cầu kỳ, trang trí nhiều chi tiết, nhưng chúng ta thấy được rằng nó quá đẹp. Với chất âm chơi đa thể loại nhạc, và tôi lưu ý rằng đây là những dòng loa sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất. Như một vài bạn nhạc quen thuộc mà chúng ta vừa thưởng thức, và phần thông tin cũng như là thương hiệu này thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Chúng ta không nạ nẫm gì với những cặp loa gấu đứng đầu bảng về độ khủng của hãng loa Antec Nan Sinh đến từ Mỹ. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho quý vị và anh em có phong cách màu nạy nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi vẫn hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được đẳng cấp dư thừa của dòng loa sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất, với uy lực mạnh như sấm trên cặp loa và có sự thể hiện khò khè khai khóc gai góc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mạnh mẽ, những cái tiếng bát đánh huỳnh huỳnh trên cặp loa khiến cho hai cái lỗ tai khi mình thưởng thức